Chào anh em nha. Thì mình vừa làm về thì đi săn luôn. Đói bụng quá, gặp anh Ba mua bánh bao nè anh em. Trời nắng quá trời luôn. Mình nãy giờ mình đảo đảo hoài thử. Gió quá, gió bắn không được. Gió quá rung dây quá bắn không được anh em ơi. Đó, mình kiếm mấy đám lá bắn gạt bắn cò được. Đồng hành với mình vẫn là mắt cáo nha anh em. Con và nghe của mình nha. Cái vuông tôm công nghiệp của người ta nè anh em. Ở đây chủ yếu phát triển là bên nước là nhiều thủy sản. Còn mình thì công việc của mình cũng liên quan đến tôm luôn nha anh em. Mình làm kỹ thuật với thuốc thủy sản luôn nha anh em. Cung cấp bot, cung cấp tôm giống luôn. Nên vào gần Tết này mình không có thời gian để săn nhiều, nhưng tranh thủ rảnh lúc nào thì săn lúc đó nha anh em. Ok, thôi mà anh em ăn bánh bao nha. Mình ăn miếng, mình đi vòng vòng kiếm chỗ mình săn nha anh em. Chúc anh em xem clip vui vẻ nha. Con anh em.
thứ hai nha này. Thứ hai nha. Máy viên nữa. Được chẳng luôn nha nè. Giặt nha. Cho không giữ, ngậm thay mình nè. Chút gấp chút rồi chúng ngoài đây rồi. Rớt xuống thêm gì nữa nè. Rớt xuống. Ôi. Cái bắn gà bi luôn mà nó không xuống ta. Bốn viên anh nè. Mình chả biết coi là con gì nữa. Quật đầu xuống kìa. Đứng xuống. Đứng xuống. Nó mày. Nó dậy giải chết rồi kìa nè. Bốn viên nè chị buông tay. Sao qua được như vậy? Chết luôn rồi tại chỗ. Bốn viên như mình á, viên trên bắn nó bay qua bên đây, trúng một viên nó bay qua, bảy thì mấy viên anh em coi, bảy hết rồi ha, bảy ít rồi, tiếp tục nha anh em.
lộn. Còn trắng nha anh em. Cổ cúp nha. Ăn cỏ hả? Ôi. Dạ. Trời ơi. Té luôn rồi. Trắng nha nè. Cái cổ nha anh em. Look at that.